Trần để cùng chứng kiến đại tân cao thủ của chúng ta sẽ trở về sân khấu để ra mắt diện kiến tới toàn thể các bậc quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời gia đình anh Quảng Văn Thông và chị Hoàng Thị Duyên cùng con cháu Lương sẽ cùng nắm chặt bàn tay nhau, nở những nụ cười thật tươi để trở về trung tâm sân khấu để ra mắt cũng như diện kiến tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Rồi kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và trong giây phút này đã hiện diện tại sân khấu của gia đình trong buổi trưa ngày nay, đó chính là anh chị Thơm Duyên cùng con cháu của hai con đứa con xinh xắn của mình đã trở về trung tâm sân khấu để ra mắt diện kiến tới toàn thể các bậc quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Rồi vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị quan khách thân mến, quả thật đúng là lời chào cao hơn mơ cố. Và để cảm tạ tới lòng nhiệt thành của toàn thể các bậc quý vị, xin trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng nghiêng mình cúi chào tới toàn thể quý vị. Xin mời những tràng vỗ tay toàn thể quý vị đã nâng lên cao lên nào. Rồi cảm ơn toàn thể các bạn quý vị quan khách. Rồi vâng, kính thưa toàn thể các bạn quý vị quan khách trân trọng và kính mến, ngôi nhà với một mơ ước hạnh phúc đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay, đó là kỳ vọng và ước mơ của những cặp vợ chồng sau những năm tháng kết hôn. Kỳ vọng và ước mơ đó đang phúc khi đối với gia đình anh chị Thơm Duyên đã có cho mình một ngôi nhà mơ ước hạnh phúc và trọn vẹn như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu tẩu trâu hỏi vợ làm nhà, cả ba việc đó việc nào cũng do, đúng không? Câu nói vẫn còn nguyên giá trị cho đến bây giờ. Rồi mời kính thưa toàn thể quý vị thân mến, tẩu trâu có nghĩa là tìm cho mình một công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Hỏi vợ là những giây phút thăng hoa nhất, hạnh phúc nhất khi được nắm chặt người mình yêu đi suốt quãng đường dài. Làm nhà là con mốc đánh dấu cho sự phát triển người bên người đàn ông chịu khó, bên người phụ nữ đảm đang. Ngôi nhà không phải là để che nắng che mưa, mà là nơi tất cả mỗi thành viên luôn về sau mối bộn bề lo toan của cuộc sống. Ngôi nhà là nơi bắt đầu của cuộc hạnh phúc, là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Ở đó chúng ta được chia ngọt sẻ bùi với nhau. Một niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ được nở trên môi của gia đình anh chị Thơm Duyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay được cho là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 16 tháng 11 năm 2023, tức ngày 4 tháng 10 năm Quý Mão, tại Bản Lẩy, xã Bon Phẳng, Thuận Châu, Sơn La. Anh em tổ chức chương trình xin được trân trọng tuyên bố buổi đại tiệc tân gia đại cát của gia đình anh chị Thơm Duyên, Duyên Thơm chính thức được bắt đầu. Điểm chơi các bạn đang chuẩn bị đây à? Rất cao luôn nào. Gia đình chúng ta vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và những tràng pháo nổ cùng hòa quyện với những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị vừa rồi đã chính thức chào mở đầu buổi khai tiệc đại tiệc tân gia đại cát của gia đình anh chị Thơm Duyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay mặt gia đình một lần nữa trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện đông đảo toàn thể các bậc quý vị, và để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới lòng nhiệt thành của toàn thể các bậc quý vị, xin chúc cho toàn thể các bậc quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay có một bữa trưa thật là ngon miệng. Chúc cho toàn thể các bậc của mình có một sức khỏe thư thái thoải mái làm ăn tiến tới, và tiền vào thì như nước sông Đà, tiền ra thì như giọt cà phê pin nữa cô ạ. Trên đầu chiếc mây tên gọi của mẹ bị nằm hạt sườn à sướng nhóm ý người ai hôm qua đáng à té cho hai con chắc là phải chờ nằm chờ lúc chờ ta chắc buồn lúc ta buồn ta lướm buồn lướm trẻ về cùng chắc là biết lúc nổi hỏi hạt phan phanh cơ mà biết được tàu dù mũ xương nó luồng tâm chẳng chàng kim chàng phẩy chàng lẩy chàng giòm nên phải phát qua giòm bảy sáu thùng nên khải mắc cà phê qua giòm bảy sáu kép phản lẽ hơn có bất dám kim bìa hoa mà đi chất dây lẩy ướt mỡ làng sùng dễ đơn hơn đơn giản tầm mất ló tóc khác dễ đơn hơn đơn giản lại bị mắc bền bọt manh tôi nhầm chết để ai qua chắc bảo lết cả mất dệt sáu càng bảo lết cùng mất dệt sáu cả sai nhân bản quá xì dệt phà xảy hút luồng láng cu phà làn
cảm nhận hồ buồn trùng sâu vòng hồng xuống tàu cò đẹp hồng khách cò tòi lát áo trời bon hồng non cò phân phong tích đá hồng cờ hồng châu càng chất hào giả lượn lá phùn lớp sàm giả lành lao mắt sườn bản huấn luôn thì nằm phạ lốc tổng sền chùa có chiếc bơ bày phạ lết ỏm sền phì sền lê có chiếc bơ tổng hết dòng té vườn cày hết mài lì tròn té vườn cón mất hoạt mà nì mà ớt chất hà để mà nì biết chằn mử sàn khét chép mà đẹp chất lì mỉ chân vườn mà chất này hát sướng gửng mắt non là câu ai bò mẹ bị nòng hát rú lại cầm lại na chẳng may khỏe là bia bác càng mỉ muộn tòi tây hương sức khỏe cơ bà hỡ cơ bà mi sẵn hưởng xưa khách phòng bật từ nước sò tàng ngả tây hương sò thuốc thở tích lại bò mẹ bị nòng lâm chơ hảo hàn khăn mạnh phụ diện bị bàn tướng đào bàn phụ diện cản mướn tướng sò hù phụ diện ca lệ tướng bàn không phụ diện nòng tướng nam bí quả tổ màu liên tướng đầu hở nhớ sùng rau các bạn chúc hở giúp người ý hâu lâm chơ buồn lành lao chúc hở chúc ai thành niềm và thành khách cả lâm chơ lâm nòng bàn bà bên nam bàn cấp cuồng kẻ xuồng bàn hỏi mì nhất thiện sơ đầu nhất đầu rất khó nghĩ con trai đáp bà mẹ bị đồng có bữa tương xương nháo đây đó thế giòn bà mẹ bị đồng dù bằng ký đưa ra để quý vị quan khách thân mến vừa rồi là những lời cảm ơn và tri ân tới sự diện đông đảo toàn thể quý vị quan khách đã có mặt bất chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về trung tâm đại tiệc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay và để trở với ngày vui ngày hạnh phúc của gia đình anh chị đã có cho mình một ngôi nhà mơ ước hạnh phúc và đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay. Những người anh, những người em, những người cháu, những người con, những người dì, cô bác, gần xa, anh em, khu xóm, đáng riêng. Chúng ta đã giúp đỡ gia đình chúng tôi phải có công việc trong buổi sáng ngày hôm nay. Cũng như quý anh chị em đã có những món quà sâu sắc và ý nghĩa nhất muốn gửi gắm thành tựu đến anh chị nhân ngày trăm năm hạnh phúc khi có cho mình một ngôi nhà mơ ước hạnh phúc như ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình anh Đôi San và cháu Cuốn Phường sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu để trao những món quà sâu sắc và ý nghĩa nhất của mình gửi tới cũng sẽ nâng những bước chân ngọt ngào của toàn thể quý vị để cùng di chuyển lên trung tâm sân khấu để trao những món quà của mình gửi gắm tình cảm đến anh chị em tân gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Xin chào kính mời. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Những món quà rất chi là sâu sắc và ý nghĩa. Tất cả quý vị chúng ta ở phía dưới chúng ta đừng quên rất đầy những ly rượu của mình và cũng nâng thật cao để uống chung niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình trong buổi trưa ngày nay nhá. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời gia đình cháu Hải Quân và gia đình em Ngoan Huyền chúng ta cũng sẽ trở về sân khấu để trao những món quà ý nghĩa và sâu sắc nhất của mình cho chân chủ chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Xin chào kính mời. Và xin chào kính mời gia đình em Bó Thương, gia đình em Trung Kiều, gia đình cháu Chiên Tiệp, gia đình cháu Ngoan Sưởng trong buổi trưa ngày nay. Xin chào kính mời. Kính mời gia đình cháu Thịnh Tuyết, gia đình con rể Hà Giang, gia đình bác Biên Thành, gia đình em Dân Hà chúng ta cũng sẽ trở về sân khấu để trao những món quà của mình. Xin chào kính mời. Và gia đình em Thoát Thăng, gia đình em Huấn Chiêm, gia đình anh Dương Nguyên chúng ta cũng sẽ trở về trung tâm sân khấu để trao những món quà sâu sắc và ý nghĩa nhất của mình cho tân gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng kính mời. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Những món quà bằng tinh thần và những món quà bằng những đồng polymer rất chi là tuyệt vời đã góp sức cho ngôi nhà mới của anh chị cũng như góp sức cho tổ ấm của gia đình gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày nay rất chi là nhiều. Một lần nữa thay mặt cho gia chủ cảm ơn những người anh, người chị, người cháu, người con
đã góp sức góp công để hoàn thiện một mái ấm gia đình cho gia đình trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng cảm ơn cũng như chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Đó chính là tình cảm nồng ấm và ngọt ngào nhất của toàn thể quý vị dành tặng cho đại gia đình. Và để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới lòng nhiệt thành của toàn thể các bậc quý vị đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, một lần nữa ban tổ chức vân săn dành nhất tới sự diện đông đảo toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời các đại của mẹ Phi Đồng đi. Trước ma lại tặng là ý ai kính bà Tây Hương để phát tặng áp cổng của bà mở ức của vi sản lần xưa. Tổ chức phần thích lại của mẹ Phi Đồng và cả hoàn truyền sơ. Cái bà họ du nằm vũ lầu bán khẩu, cung khẩu ở mất ím, kinh lầu ở mất mau. Trường mà quay quyền ba tổ chức khắp xe, cơ sở khẩu, ý buồn tới Tây Hương chúng mày. Tạm hồ là chiến chưa tích cảm trong Tây Hương đấy đấy, bà mẹ Phi Đồng đấy. Chết nào của bố mi sáng ngày xưa mình đi vay bó muôn thành Tây Hương cho lá ngươi Tây Hương bày tay chung bớm áo chung chém trên khó bà ấy rồi. Chết là sướng Tây Hương của mi chém lỏ nôi nên cá sốt cá ba tinh lại bò mẹ Phi Đồng của bà mà ở đâu. Chết là sổ mới tinh lại bò mẹ Phi Đồng áo dũng muốn lòng văn tố nhau thịt súng vay áo tòi à Tây Hương xuống khỏi lại báo bò mẹ Phi Đồng ơi. Rồi bằng kính điều tôi để quý vị quan khách thân mến và ban tổ chức xin được làm nhịp cầu nối giữa tân gia chủ gia đình của chúng ta tới sự hiện diện đông đảo toàn thể quý cụ quý ông quý bà quý vị quan khách các quý các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã có mặt tại khán phòng đại điện dân gian đẳng cấp của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót đầy ly rượu mừng của mình và cùng nhau nâng thật cao lên để cùng uống chung với đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Anh em ơi, có rượu chưa? Chúng ta nâng thật cao lên nữa nào. Chưa thấy tay đâu. Vâng, thế ban tổ chức một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta hãy vui lòng trong ít phút và cùng tạm gác lại những đôi lúa của mình bên bàn cơm và cùng nhau nâng thật cao những ly rượu mừng của mình. Cùng đứng dậy tại bàn rượu mâm cơm để ban tổ chức được nhìn thấy rõ được không ạ quý vị ơi. Sống mới tên ngài bà mẹ Phi Đồng, tên cầu, tên xin, tên xin, tên sao. Hào thú mũ lộ quán khẩu, hào càng nhó chén lẩu tướng thường đẳng quán khẩu về in môn. Các bà toàn Tây Hương xúc khỏe này bà mẹ ơi. Sáng giữa tướng đã đang tạo khảo mất tướng đi. Sẵn sàng chưa quý vị ơi. Anh em ơi. Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng tới lòng nhiệt thành của toàn thể các bậc quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây xin mời tân gia chủ của chúng ta, đại gia đình của chúng ta sẽ trở về tình bàn rượu mâm cơm để nhận lại những tình cảm sâu sắc nhất mà toàn thể quý vị sẽ dành tặng cho đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào quý vị.